lấy cho khách 6 cây vợt. Hôm nay ông lấy cho khách 6 cây vợt thì ông sẽ giới thiệu tranh thủ nhá. Đang có cơ hội có hàng ở đây không có lại giới thiệu cho anh em 6 cây vợt. Đây là cây vợt đắt tiền nhất. Mọi người nhìn thấy cái bao của nó, mọi người biết rồi, giới thiệu luôn nhanh một gói hàng gửi cho khách còn kịp. Ok, đây là phiếu bảo hành. Tất cả vật liên minh bên Hùng thì đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và phân phối đóng thuế đầy đủ nha anh em. Và bảo hành 2 tháng nha. Trên tay Hùng đang cầm một cây vợt tầm cao của hãng Liên Ninh với giá niêm yết trên thị trường là 3,8 triệu, nhưng dĩ nhiên là anh em nào mà ủng hộ Hùng trong cái thời gian đầu Hùng kinh doanh thì sẽ có mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều, cũng như là có quà tặng rất là hấp dẫn. Đấy. Cây vợt này là có tên là Aeronaut 7000 bút. Dòng Aeronaut này là dòng thiên về khống chế cầu, có nghĩa là khả năng kiểm soát cầu là tốt nhất với dòng vợt này. Trong tất cả các dòng của Liên Ninh là khả năng kiểm soát cầu của nó là tốt nhất. Và cái dòng boost này, cái đuôi của nó là đuôi boost này, là hãng Liên Ninh họ có thông tin đó là dòng boost là cái dòng mà thiên cho những người về lối đánh khéo léo và lối đánh kinh nghiệm. Đó. Với cây vợt này thì chúng xin đọc thông số một chút. Cây vợt này tension tức là mức căng tối đa lên đến 32 lbs, nó rơi vào khoảng 13 cân. Rất chịu lực căng quá tốt. Tiếp theo cây này giá là 3,8 triệu trên thị trường. Dĩ nhiên là anh em đặt hàng qua Hùng sẽ có ưu đãi cực kỳ đặc biệt, anh em inbox. Cây vợt này điểm độ cứng của nó là nó ở số điểm số đó là 3/5. Lúc nào Hùng sẽ giải thích cái này. Có nghĩa là ví dụ như phân độ cứng từ 1 đến 5, 1 là thấp nhất, 5 là cao nhất, thì độ cứng của con này là 3/5. Khối lượng của con này là 87 cộng trừ 1 gram. Nhưng mọi người thấy nó chỉ cộng trừ 1 gram thôi, có nghĩa là cái độ sai số của nó gần như là không có. Những cây vợt càng đắt tiền thì độ sai số của nó sẽ càng thấp. Tiếp theo điểm cân bằng của cây vợt này là 298 cộng trừ 2 mm, và điểm cân bằng nó cũng chỉ dịch chuyển 2 mm thôi. Những cây mà tầm hơn triệu hoặc là đầu 2 triệu thì cái điểm cân bằng nó có thể dịch chuyển đến 4 đến 5 mm, nhưng với con này điểm dịch chuyển nó chỉ là 2 mm thôi. 298 là vợt hơi nặng đầu nha anh em. Bắt đầu từ 295 trở lên thì nó là nặng đầu. Được thì nó được gọi là vượt nặng đầu, thì con này là 298 cộng trừ 2 mét, con này sẽ hơi nặng đầu. Có nghĩa con này sẽ đánh cầu rất, những người nào đánh theo kiểu đánh điều cầu khống chế cầu hay đánh theo lối đánh kinh nghiệm và muốn kiểm soát cầu tốt ấy thì nên chơi dòng này. Và cây này độ cứng của nó là điểm 3/5, nó đảm bảo gọi là sự chính xác trong đường cầu mà nó lại không quá cứng. Nếu mà từ điểm 4/5 và 5/5 cứng và siêu cứng thì rất là ít người có thể chơi được. Những người phải tay cực khỏe mới chơi được những cây vượt điểm 4/5, đặc biệt là 5/5 chỉ có vận động viên. Đấy thì cây này thông số rất là ok luôn. Điểm 3/5, độ cứng vừa phải, đảm bảo sự ổn định khi đánh, cũng như là nó sẽ hỗ trợ được một phần. Khối lượng là 87 cộng trừ 1. Cái này thì có thể nói là khối lượng là 3U, nhưng mà theo Hùng thì vượt 3U của Liên Ninh thì bao giờ cũng nhẹ hơn là của Yonex. Hùng cảm giác là vượt 3U của Liên Ninh nó chỉ nặng ngang với 4U của Yonex thôi, hoặc là nặng hơn một xíu. Đấy thì có thể nói là 3U của Liên Ninh nó sẽ nằm ở khoảng giữa 3U và 4U của Yonex, tầm tầm đấy. Đấy cây vợt này rất là đẹp, cái ghen của nó rất là xịn. Mọi người ghen vuông, ghen vuông. Đây Hùng sẽ đấy. Mọi người có thể nhìn thấy ghen của nó, nhìn cái đường ghen của nó rất là ngon. Ngon từng mm, từ nước sơn, tất cả các thứ. Mà cầm trên tay rất là thích. Tiếp theo phần chút về một công nghệ, đó là đây mọi người có thể nhìn thấy. Ở khung này, mọi người có thấy các khe không ạ? Các khe không? Đây là các cái khe này. Cái khe này ấy, nó là công nghệ, giống nó là công nghệ gọi là công nghệ Airstream. Cái công nghệ này cho phép cây vợt văng ra với tốc độ cao hơn. Đây chính là công nghệ cản gió. Công nghệ cản gió, mọi người có thể thấy các khe. Đây, các cái khe này. Khe cản gió này. Đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta vung vợt ra thì tốc độ ra cầu sẽ nhanh hơn và chính xác hơn. Đấy khe hở không khí nhá, khi mà chúng ta vung vợt ra thì nó sẽ, cái này nó xuyên ra bên kia nhá, khe này. Nhưng mọi người yên tâm, cây cứng lắm. Đây là công nghệ của họ. Nên mọi người không bao giờ sợ là nó chỗ này nó yếu nó gãy đâu nhá. Đây là khe gió. Khe gió này nó là giảm sức cản không khí cũng như là giúp cho cây vợt vung ra với tốc độ nhanh hơn và chính xác hơn. Nó cái bao của nó, bao mềm. Vừa đắt tiền, nhìn cái bao biết vừa đắt tiền. Vợt này đây là cây thứ hai Hùng mới bán vợt được có vài ngày, thì đây là cây thứ hai mà khách hàng đấy ủng hộ Hùng và anh ấy chuyển khoản trước trong khi chưa mua hàng của bên Hùng bao giờ. Một khách hàng thực sự rất là tuyệt vời. Dĩ nhiên là Hùng cũng phải có một cái điều gì đó sự uy tín nhất định thì người ta mới có thể tin tưởng như thế, đúng không ạ? Và hôm nay cây vợt thứ hai là cây vợt hôm nay Hùng lấy 4 cây này, trong 7 cây, mấy cây này, 2, 4, 5, trong 6 cây ship cho khách thì có đến 4 cây vợt này. Cây vợt này tên là Nano Blade 600. Cây vợt này là dành, hôm trước Hùng đăng đấy, có khoảng chắc phải tầm hơn 100 anh em vào comment bài viết của Hùng. Cây này thì cây vợt này dành cho anh em nào chơi cầu ở trình độ trung bình khá trở xuống. Tức là mọi người chơi từ khoảng 2 năm rưỡi, 3 năm đổ xuống. Khoảng 2 năm đi đổ xuống là mọi người đánh cây này rất là ok. Cây này sơn, lớp sơn lì rất đẹp. Lớp sơn lì rất đẹp và bền. Đây, màu sắc rất là đẹp, đen và cam. Thông số của cây vợt này. Cây vợt này được làm bằng sợi carbon nha anh em, làm bằng sợi carbon. Nên nó rất là chắc chắn, nó chịu cân cực kỳ cao. Mức căng tối đa là 28 lbs, nó rơi khoảng 12 cân rưỡi. Giá đang bán hiện tại là 850.000. Hùng không bao giờ nghĩ rằng một cây vợt, trước tiên là cầm vào đã thấy nó xịn rồi, cứ nghĩ nó phải tầm 2 triệu ra, nhưng mà thực sự bất ngờ khi nhìn vào con số 850.000. Và đặc biệt là những khách hàng đầu tiên, 20 khách hàng đầu tiên mua vợt bên Hùng thì sẽ được giảm giá thêm 10% nữa. Thì mọi người đủ biết là cây vợt này Hùng để cho mọi người giá ưu đãi chỉ như 20 khách hàng đầu tiên thôi nhá, còn bình thường sẽ không có mức giá giảm như thế. Tiếp theo về thông số cây vợt này độ cứng của nó là 1/5. Tức là độ cứng là có thể nói đây là một cây vợt dẻo nhất rồi. Độ cứng là 1/5 thì giúp cho những người chơi mới chơi hoặc những người có cổ tay chưa thực sự khỏe đánh rất là phù hợp. Bởi vì là khi mà chúng ta tay yếu thì cái cây vợt dẻo nó sẽ trợ lực tay cho chúng ta rất là nhiều.
khiến cho chúng ta đập và thủ cũng khá là dễ dàng. Cây vợt này là cây vợt 4U, khối lượng của nó là 83 cộng trừ 3 gram. Cây vợt 4U là cây vợt ở khối lượng trung bình thì nó thích hợp cho anh em cầu lông phong trào, anh em nói chung là anh em mới chơi hoặc là chị em, cây vợt này cho cả nam và nữ, trình độ thì khoảng 2 đến 3 năm chơi cầu đổ xuống và cổ tay không quá khỏe. Những ai cổ tay khỏe thì nên đánh vợt độ cứng từ 3 đến 4, 5 thì lại cứng quá. Điều độ cứng 2 là ok rồi, như Hùng đánh độ cứng 2-3 thôi, đánh lên độ cứng 4 cảm thấy khó nhai. Tiếp theo đó là độ cứng cây này nhá, nó là 1/5 thì nó khung nó dẻo và trợ lực, nên là anh em đánh cây này sẽ cảm giác rất là dễ đánh và mặt vợt nó cũng khá to, nên là cái việc chúng ta đánh hỏng cầu, cạch cầu cũng gần như là không có thể xảy ra. Tiếp theo nữa đó là cái điểm cân bằng của cây vợt này là 295 cộng 95mm, có thể nói đây là cái điểm cân bằng nó gọi là hơi nặng đầu một chút. Ví dụ 295 trở lên, bắt đầu 295 trở lên thì được coi là vợt nặng đầu, thì con này điểm cân bằng là 295 cộng trừ 5. Thì có thể nói đây là cây vợt hơi nặng đầu, hơi thiên về công một chút xíu, nhưng mà thủ lại cũng rất ok. Cũng có thể nói đây là một cây vợt công thủ toàn diện. Thế nên là hôm nay có rất là nhiều khách đặt Hùng. Cây hôm nọ Hùng đã lấy trước cho một khách của Hùng, lúc đấy Hùng chưa bán vợt cơ. Nhưng mà chị ấy nhờ lấy hộ nên Hùng lấy hộ khách, chính xác là cây này, một vận động viên nữ. Trình độ thì nói chung là cũng mới chơi một thời gian thôi. Thế nên cây này rất dễ đánh, anh em gần như ai cầm vào cây này cũng đánh được. Hôm nọ ở sân Hùng cũng có một bạn nữ đang chơi cây này thì Hùng mượn đánh cũng rất là dễ đánh. Nó chỉ hơi dẻo thôi. Khi mà mình vung lực mạnh quá thì do vợt nó cong, vợt cong nên là có thể là đường cầu nó thiếu chính xác một chút. Những ai tay khỏe khi mà đánh cây vợt này thì khi mà chúng ta vung tạt cầu hết cỡ tay, hết tay chúng ta khỏe mà, thì cây vợt này nó sẽ có xu hướng là bị cắm xuống. Đơn giản thôi, vì vợt dẻo thì nó sẽ tạo ra gọi là cái lực đàn hồi lớn, nên nó sẽ trợ lực cho chúng ta. Thế nên là mới bảo ai trình độ trung bình khá trở xuống và đánh cầu dưới 2 năm, dưới 2-3 năm thì nên đánh cây này. Thực ra cây này thì nói bảo dẻo cũng thấy bình thường, dễ đánh. Cây này rất là dễ đánh, ai cầm cũng đánh được. Anh em không phải sợ mua, anh em mua mấy cây, anh em mua vợt nhớ quan tâm đến thông số vợt, nhưng không về không đánh nổi đâu. Mọi người nếu mà có nhu cầu mua vợt thì hãy liên hệ với Hùng nha, Hùng chuyên về Li Ninh thôi. Hiện tại chưa làm về Zonex. Đấy thì có đến 6 cây. Có đến xem nào, cây này là cây gì. Ok, cây này thì mã là Nano Blade 800, tất cả thông số các thứ giống hệt cây cam vừa rồi. Cây cam là Nano Blade 600, cây này là Nano Blade 800. Sự khác biệt ở hai cây vợt này chỉ duy nhất thôi, đó là nước sơn. Nước sơn của con kia là nước sơn lì, còn nước sơn của con này là nước sơn bóng. Hùng thì Hùng thích sơn lì hơn. Và cây này thông số giống hệt như thế, cũng là độ cứng 1/5, khối lượng 83 cộng trừ 3 gram vẫn thế, và điểm cân bằng vẫn là 295 cộng trừ 5mm, thông số giống hệt nhau, thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác duy nhất nước sơn thôi. Con này thì nước sơn nó sơn bóng nên là nó rẻ hơn một chút. Và cây này đang bán với giá là 800 nha mọi người. Cây này đang bán với giá là 800, và anh em nào trong 20 người đầu tiên mua vợt bên Hùng thì sẽ được ưu đãi 10% nữa. Đó, hàng chính hãng, nhập khẩu chính ngạch, phân phối đóng thuế đầy đủ và bảo hành 2 tháng. Nó tặng kèm theo một bao đựng vợt 1 ngăn, và bên trong bao đựng vợt này nó còn có cả túi đựng giày. Trong bao đựng vợt này nó còn có cả túi đựng giày, khá là ok, và có cả cái ngăn này là để điện thoại các thứ. Nói chung anh em nào đấy không có tiền mua bao vợt thì dùng tặng cái bao một ngăn này cũng được. Nhưng không biết là cái bao này có gói được hay không là vấn đề nữa cơ. Đấy, tiếp theo nữa xem nào, tiếp theo ba cây này thì đều là ấy hết, ba cây này đều là Nano Blade 600 hết, tổng 5 cây cơ mà, cây cam đó. Và cuối cùng là cây này lấy. Cây này Hùng đang sợ hết hàng nên là Hùng phải lấy trước, biết đâu mấy nữa không còn. Cây này đang rất là hot, hàng vừa mới về mà bán nhanh dã man luôn, bên hãng họ bán nhanh thật. Ok, cây vật này là cây Aenao 4000 bút. Thì cây này cũng là dòng giống hệt cây cao cấp đầu tiên, Hùng bảo hơn 3 triệu đấy. Cây kia là 7000 bút, còn cây này là Aenao 4000 bút. Cây này thì giá trên thị trường bây giờ giá đang bán là 1.750.000, và 20 người mua đầu tiên thì sẽ có ưu đãi về giá cho anh em. Anh em liên hệ Hùng. Còn cây này thì cũng thế, dòng Aenao đây nó có hai cái khe cản gió hai bên, mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là công nghệ Airstream. Cái công nghệ này giúp cho cái cây vợt nó giảm sức cản của không khí và vung ra với tốc độ lớn hơn, tạo ra lực nhanh, tốc độ và đột ngột hơn. Cùng với đó là cây vợt này là cây vợt thiên cho lối đánh kinh nghiệm và lối đánh đa dạng nha anh em. Cây vợt dòng Aenao là dòng kiểm soát cầu tốt nhất. Nếu mà chúng ta cần tìm một cây vợt thiên về kiểm soát cầu thì mọi người nên chọn cho mình cây vợt dòng Aenao. Và dòng Aenao cũng là dòng vợt dễ đánh so với một số dòng, đặc biệt là dòng Turbo Chering là dòng hơi khó đánh. Turbo Chering thường, những cây Turbo Chering thân nó khá cứng. Tiếp theo cây này cũng điều độ dẻo của cây này là 2/5, Hùng đánh giá cây này nếu mà Hùng đánh thì là ok. Bây giờ Hùng chỉ chơi với độ dẻo 2 và 3/5 thôi. Độ dẻo 2/5 là nằm giữa, có thể nói là nằm giữa cứng bình thường và dẻo. Khoảng 2/5 là dễ đánh, thì anh em nào ở trong trình độ khá thì chơi cây này hoàn toàn rất là thích hợp. Cây này khối lượng là 86 cộng trừ 3 gram thì có thể nói là nó là cây vợt 3U. Nhưng mà dĩ nhiên nó sẽ nhẹ hơn 3U của Zonex. Hùng bảo rồi, nó sẽ nằm ở khoảng là giữa 3U và 4U của Zonex. Anh em nào mà đánh Zonex, giả sử như đánh Zonex 4U mà thấy nhẹ, còn 3U mà thấy nặng thì chơi con khối lượng như này là ok. Còn điểm cân bằng của con này là 298 cộng trừ 4, có thể nói là nó hơi nặng đầu, hơi thiên về công một chút, nên là giúp cho chúng ta đập cầu cũng rất là hiệu quả. Với cái cây vợt này thì Hùng đánh giá là công thủ cũng đều ok, dĩ nhiên là nó sẽ thiên về công một chút và thiên về chúng ta đánh theo kiểu đánh dứt điểm nhanh và đánh theo kiểu đánh kiểm soát cầu. Muốn kiểm soát cầu chính xác thì dùng dòng này. Nước sơn của con này sơn lì và sơn rất là đẹp, và thiết kế cây vợt cũng
nói chung là không chê vào đâu được. Thế nên là anh em nào không thực sự đánh cây giá cây vợt này trong tầm giá dưới 2 triệu thì không xếp cây vợt này được vào top hàng đầu những cây nên mua. Rất đẹp, rất ngon. Giá đang là 1.750.000 và nếu anh em lấy chỗ Hùng 20 khách đầu tiên, bây giờ chắc Hùng được khoảng 6 khách, hôm qua là 2 cây rồi, 8 khách rồi, còn 12 khách nữa, 12 người mua hàng tiếp theo sẽ vẫn được nhận ưu đãi từ bên Hùng nhá. Đấy thì đây mọi người xem này, đầu tóc nó còn rũ rượi, vừa mới gói hàng xong, xong tất cả gói xong giày, quấn cán, bó gối các thứ xong hết rồi, bây giờ chỉ cần gói thêm 6 cây vợt này thôi. Đấy, 5 cây chứ có 1 cây chẳng ai ship cho khách. Đấy cây này Hùng đánh giá rất là cao. Đấy thì anh em đúng rồi, Hùng đã thống kê khoảng tất cả là hơn 20 mẫu vợt khác nhau của Liên Ninh rồi, đầy đủ tất cả thông số về công nghệ, tất cả các dòng này Hùng đã tìm hiểu hết, dành từ mấy ngày hôm nay tìm hiểu hết về hệ thống công nghệ. Liên Ninh thì nó có các dòng, nó là driver này, combat này, à cái đấy là phần đuôi, phần đầu của nó có các dòng, đó là dòng turbo chairing này, tiếp theo đó là dòng 3D caliber này, tiếp theo là dòng ANL này. Đấy là ba dòng chính của Liên Ninh, và tiếp theo trong các dòng đó thì nó sẽ phân thành bốn loại, là loại driver, loại combat, loại boost và loại instinct. Đấy thì nó có rất nhiều dòng, rất nhiều loại, và nó có nghĩa là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều lối đánh khác nhau và đa dạng, để mọi người chọn cho mình một cây vợt nó ưng ý nhất, phù hợp nhất, và mọi người có thể đánh được nó, đánh nó hợp tay. Mọi người hãy nhắn tin cho Hùng để Hùng có thể tư vấn cho mọi người tốt nhất. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, nhưng mà bây giờ thì Hùng phải gói hàng cho khách đây, không có không kịp gửi hàng thì chết. Bye bye, vội quá. Nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thế anh em mà cuốn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt. Một là tình gọi là cái tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt. Không thì mình cũng sợ bay vợt, nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ, cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy thì nhiều khi là cuốn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình, và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do cuốn cán, nhưng không phải là biện minh đâu, nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do cuốn cán anh em ạ, do cuốn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu, do cả hai. Hello anh em. Anh em có biết trên tay Hùng đang cầm cái gì không? Đúng rồi đấy, đây chính là cuốn cán chống trơn đặc trị môi tay trơn tuột vợt độc quyền Sport Hùng phân phối. Xin chào anh em, hôm nay thì cuốn cán chống trơn bên Hùng thì đã về khoảng mấy chục hộp đấy. Thì ở đây là cuốn cán chống trơn đặc trị môi tay và trơn tuột vợt độc quyền do Sport Hùng phân phối với duy nhất hai màu xanh và màu vàng. Thì cái sản phẩm cuốn cán chống trơn này thì nó giúp cho anh em nào mà hay bị mồ hôi tay và hay bị trơn tuột vợt ra nhiều mồ hôi. Giúp cho anh em không gọi là khi anh em dùng cái cuốn cán này thì nó sẽ rất là bám tay. Nó rất là bám tay và nó rất là mút. Nó thấm mồ hôi cũng rất là tốt. Như mọi người có thể dễ dàng quan sát là ở trên màu vàng thì hơi khó nhìn. Màu xanh mọi người có thể thấy những cái phấn trắng trắng ở trên cuốn cán. Thì nó dường như là trong cái quá trình sản xuất thì nhà sản xuất thì người ta có pha bột chống trơn vào, nên là cái việc mà cuốn cán nó chống trơn và thấm mồ hôi thì rất là tốt. Hùng thì phân phối sản phẩm này cũng chắc là được hơn năm nay rồi, thì nhận được sự ủng hộ và những đánh giá phải nói là rất tốt từ anh em nông thủ, đặc biệt là những anh em nào mà trước kia mà bị ra mồ hôi tay trơn tuột vợt thì sau khi dùng sản phẩm bên Hùng thì trên 95% là anh em đều hài lòng và quay lại mua. Thế nên mọi người cũng có thể ít khi, đợt này cũng ít khi thấy Hùng đăng bán, bởi vì là hàng cứ về thì Hùng cũng lười đăng, tại vì anh em khách quen họ cứ mua rồi ấy. Đấy, dùng quen rồi. Thì nếu anh em nào bị mồ hôi tay chân tuột vợt và dùng một số loại cuốn cán ví dụ như kiểu VS hay là Yonex Fake hay là Yoto mà thấy không hợp mà nó vẫn bị tuột vợt thì Hùng nghĩ rằng anh em sẽ phù hợp với loại này. Bởi vì đa phần người khách của Hùng thì là họ không hợp với loại kia, họ dùng Yonex xịn. Họ dùng Yonex xịn thì nó tốn kém quá anh em ạ, toàn 30-35 nghìn một chiếc mà dùng cũng chỉ được mấy hôm thôi. Thì bắt đầu chuyển qua cái loại này dùng thì một là nó giúp giải quyết vấn đề mồ hôi tay, mình đánh cầu tự tin hơn. Mình ví dụ khi mình tì ngón tay bắt lưới các thứ thì nó không bị trượt ngón nữa, đặc biệt là những cái điểm số quan trọng ấy. Thế anh em mà cuốn cán trơn thì đánh cầu rất dễ là bị trượt. Một là tình gọi là cái tình huống xấu nhất là mình bị bay vợt. Không thì mình cũng sợ bay vợt, nhưng mà mình không dám bung ra đập cầu hết cỡ, cũng như là ví dụ dí cầu tì cầu ngang ấy thì nhiều khi là cuốn trơn nó bị trượt ngón thì rất là khó chịu và cầu nó đi không chuẩn, nên là nhiều khi là khiến nó không theo ý mình, và ví dụ đánh độ chẳng hạn thì thua cũng do cuốn cán, nhưng không phải là biện minh đâu, nhưng mà nhiều khi đúng là Hùng đánh cầu ngày trước đánh trơn do cuốn cán anh em ạ, do cuốn cán đấy, không phải do anh em đánh kém đâu, do cả hai. Đấy anh em nào chưa trải nghiệm sản phẩm bên Hùng mà vẫn chưa tìm được cái loại cuốn cán phù hợp thì thử trải nghiệm xem, thử thôi, thử xem nếu hợp thì dùng lâu dài, còn không hợp thì thôi. Nhưng mà nói chung là nếu đã mồ hôi tay chân tuột vợt rồi thì Hùng khẳng định là 99% là anh em hợp cuốn cán bên Hùng. Đấy, cuốn cán không có thương hiệu nhá, chả lẽ lại in thương hiệu Sport Hùng vào, không thương hiệu gì nhá anh em. Mấy anh em cứ hỏi cuốn thương hiệu gì, bảo không có thương hiệu gì đâu, thương hiệu Sport Hùng.
Tại vì những cái cuốn kia nó có thương hiệu thì đa phần ví dụ Yonex Fake thì nó cũng in mấy cái cuốn cuốn nhái ấy, thì nó cũng chỉ in thêm cái chữ và thôi, nó tăng giá cho nó giải quyết được vấn đề gì. Quan trọng nhất là nó vẫn giải quyết được vấn đề mồ hôi tay chân tuyệt vời của anh em mình nhỉ. Đấy, thì bên Hùng vừa mới về, chỗ này chắc bán khoảng 2 tuần là cũng hết, thì mỗi tháng bên Hùng về 2 đợt mà. Thì muốn giới thiệu cho anh em nào chưa biết đến Hùng thì dùng thử xem, chứ còn khách quen thì cũng nhiều rồi, đâm ra là mình cũng lười. Ngày xưa nếu mọi người để ý Hùng suốt ngày giới thiệu cuốn cán, nhưng mà bây giờ lười, lười quá tại vì có khách dùng quen rồi. Thì làm cái video này để giới thiệu cho anh em nào chưa dùng thì dùng thử xem. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye.